Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mazda 3 cho cả 3 phiên bản, từ phiên bản Premium, bản Luxury và bản Deluxe. Khi mà sang tháng 5 này, chiếc xe Mazda 3 nó thay đổi chương trình khuyến mại so cả thời điểm trong tháng 4 em nhá. Thay đổi khá là nhiều đấy ạ. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ cũng chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào chi tiết từng phiên bản. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mazda 3 bản Deluxe, bản thấp nhất của dòng xe Mazda 3. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 669 triệu. Khi em dùng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 5 này, lãi nội đang là 684 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh thì là 652 triệu ạ. Giá niêm yết nó đang là 669 triệu. Mà lăn bánh chỉ còn là 652 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh áp thuế 100% thì là 665 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 672 triệu ạ. Còn đối trả góp ở Hà Nội thì đang là 223 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 191 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì là 203 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 211 triệu ạ. Còn giá tốt hơn hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện nữa sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường em nhá. Tiếp theo thiệu cho về một chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 bản Luxury ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 719 triệu. Khi sử dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 5 này, lãi suất nội đang là 726 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 693 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì đang là 706 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 713 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 234 triệu. Tỉnh thì đang là 201 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì đang là 214 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 221 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em mới gửi về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để mọi thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Tiếp theo thiệu cho về một chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 bản Premium ạ. Với giá niết của chiếc xe này đang là 789 triệu. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại rất là đặc biệt trong tháng 5 này, lãi nội đang là 848 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 813 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì là 828 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 833 triệu ạ. Còn nói trả góp, anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 270 triệu. Tỉnh thì đang là 235 triệu. Tỉnh áp thuế 100% thì đang là 250 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 255 triệu ạ. Các chi phí mà tính cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Ok, vậy giờ này mình đã giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mazda 3 cho cả 3 phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Với giờ này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để sự cập nhật về giá xe trong dòng xe của Mazda cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay là rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng giao đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem này kìa mọi người.